Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với nội dung của môn học. Hôm nay, cô sẽ đến các em nội dung của phần tiếp theo. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Sipay của nhân dân Ấn Độ. Và các em chúng ta cùng nhau theo dõi. Chúng ta hình dung này, cuộc khởi nghĩa Sipay được diễn ra với nguyên nhân sâu xa đó là do sự bốc nổ tàn bạo của người Anh đối với Ấn Độ. Còn nguyên nhân trực tiếp đó là do sự sỉ nhục về mặt tôn giáo của Anh với các cái binh lính Ấn Độ. Họ đã bắt binh lính Ấn Độ phải dùng xăng để bọc tờ giấy mà có tẩm mỡ bò hoặc tẩm mỡ lợn. Trong khi mỡ bò và mỡ lợn đó là lợn và bò đó là hai loại vật nuôi được coi là tín ngưỡng của người dân Ấn Độ theo đạo Hồi và theo Ấn Độ giáo, đúng không nào? Đó thì đấy là nguyên nhân. Thế còn là cuộc khởi nghĩa này như thế nào? Để bạn nhìn dung trên màn hình này, chúng ta sẽ có thứ nhất đó là 60.000 binh lính lính Sipay cùng với nhân dân nổi dậy. Thứ hai đó là cuộc khởi nghĩa thì lan rộng khắp miền Bắc và một phần của miền Trung. Và ý thứ ba đó là nghĩa quân đã lập được chính quyền ở các thành phố lớn nhá. Đấy chính là ba cái nội dung mà phần diễn biến, được chưa nào? Các bạn hãy ghi lại cho cô ba cái ý này trong cái phần diễn biến và trong vở của mình nhé. Các bạn ghi cho cô ý lớn thứ nhất đó là diễn biến đi. Diễn biến. Diễn biến. Chúng ta sẽ có ý đầu tiên này. Ý đầu tiên. 60.000 lính Sipay cùng nhân dân nổi dậy. 60.000 lính Sipay cùng nhân dân nổi dậy. 60.000 lính Sipay cùng nhân dân nổi dậy. Ý thứ hai. Cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp miền Bắc. Và một phần của miền Trung. Và một phần của miền Trung. Ý thứ ba. Nghĩa quân đã lập được chính quyền ở các thành phố lớn. Ở đây chúng ta tìm hiểu về khởi nghĩa Sipay là như vậy, đúng không nào? Tiếp đến. Chúng ta sẽ sang hình ảnh tiếp theo. Nhưng cuộc khởi nghĩa duy trì được 2 năm thì bị dập tắt. Ý thứ tư. Nhưng cuộc khởi nghĩa duy trì được 2 năm thì bị dập tắt. Cuộc khởi nghĩa duy trì được 2 năm thì bị dập tắt. Đó, các bạn đã nhìn thấy khởi nghĩa Sipay đã bị dập tắt một cách rất là nhanh chóng, đúng không? Rồi. Vậy thì lý do gì mà cuộc khởi nghĩa này bị dập tắt? Các bạn biết không? Là do cái lực lượng, đúng không? Lực lượng của họ không đủ mạnh để có thể bảo toàn được lực lượng lâu. Chính vậy mà cuộc khởi nghĩa này đã bị dập tắt một cách khá là nhanh chóng nhé. Rồi chúng ta sang ý tiếp. Nông dân và công nhân nổi dậy đấu tranh đã thức tỉnh ý thức dân tộc của tư sản Ấn Độ. Đấy chính là ý nghĩa đấy các em. Đây chính là ý nghĩa, được chưa nào? Chúng ta hỏi là ý nghĩa của phong trào của khởi nghĩa Sipay là gì? Thì chúng ta hình dung nói là phong trào Sipay đó là diễn ra do lính và nông dân, đúng không? Binh lính và nông dân. Vậy thì với cái cuộc khởi nghĩa Sipay này, nó đã khơi dậy cái tinh thần đấu tranh, như là ý thức đấu tranh dân tộc của cái tầng lớp tư sản của Ấn Độ, đúng không nào? Nghĩa là bây giờ thì không chỉ có lính với cả nhân dân đấu tranh nữa, mà tư sản Ấn Độ cũng là người có thể tham gia trực tiếp vào cái phong trào đấu tranh của đất nước, đúng không nào? Để giải phóng đất nước, đó chính là ý nghĩa. Được hình dung được không? Rồi, chúng ta sang tiếp nội dung phần tiếp theo nhé. Đây, các bạn đã nhìn thấy. Đây là hình ảnh, đúng không nào? Cuối năm 1885 thì giai cấp tư sản đã thành lập Đảng Quốc Đại. Trong quá trình đấu tranh thì đảng này đã có sự làm sao đây? Có sự phân hóa, đúng không?
Trong quá trình đấu tranh thì đảng này có sự phân hóa thành hai phái, một là phái ôn hòa chủ trương là thỏa hiệp, hai là phái cấp tiến kiên quyết chống Anh nhá. Đó chính là sự khác biệt, được chưa nào? Rồi các bạn thể ghi tiếp cho cô đúng không nào, chúng ta ghi tiếp nhé, ghi tiếp vào. Trong quá trình đấu tranh cuối năm 1885, cuối năm 1885, 1885, giai cấp tư sản thành lập Đảng Quốc Đại. Giai cấp tư sản thành lập Đảng Quốc Đại. Thành lập Đảng Quốc Đại. Trong quá trình đấu tranh. Trong quá trình đấu tranh. Đảng này phân hóa thành hai phái. Trong quá trình đấu tranh, đảng này phân hóa thành hai phái. Phân hóa thành hai phái. Phái ôn hòa. Phái ôn hòa, chủ trương thỏa hiệp. Chủ trương thỏa hiệp. Và phái cấp tiến. Phái cấp tiến. Kiên quyết chống lại Anh. Phái cấp tiến, kiên quyết chống lại Anh. Đó, đấy là nội dung mà chúng ta hình dung được, đúng không nào? Ở đây chúng ta hình dung về cuộc chiến tranh thứ nhất của Anh, đúng không nào? Ghé thăm quán ăn. Cửa hàng. Rồi,